Ui. Gánh bắn bưng thì không có mà đi nấu cơm mướn cho người ta. Ở đó nhỏ này 9 tuổi, thằng này 3 tuổi. Con muốn biết là ngày xưa là chị Hường học lớp mấy con? Lớp 8. Lớp 8 nghỉ. Chị nghỉ hay là mình không có tiền? Cũng như họ hết tiền. Hồi đó còn ở dưới làm cho công an huyện á, nấu cơm cho công an huyện, rồi người ta như người ta thương, người ta giúp đỡ cho có tiền đi học. Nãy thì Bùi Hồ đang về lại huyện Đầm Dơi của thành phố Cà Mau, và phía bên đây là thuộc huyện Đông Hải của tỉnh Bạc Liêu. Thì bên kia là Cà Mau á, cô bác anh chị muốn qua được nhà của anh Sầm Hưng là con của ông Tư á, thì phải qua một cái con đò nhỏ nhỏ như thế này. Đây là một cái con đò ngang, cô bác anh chị thấy có thể là nước chảy rất là xiết, và đây là gần với lại một cái cửa biển của khu vực Bạc Liêu á. Ở miền Tây thì cô bác quý anh chị sẽ gặp rất là nhiều những cái chuyến phà ngang như thế này. Ô, có con còng cả. Đây con còng đây. Ở đây là nước mặn hay là nước ngọt anh? Đây nước mặn hay nước ngọt? Con còng. Đâu? Ô con cá nè. Dễ gì? Cái cảnh sông nước miền Tây nhìn hữu tình lắm. Nhưng mà cái con sông này nước chảy khá là xiết, phà thì khá là nhỏ luôn. Nước này nó chảy ra cửa biển nè. Ui. Đi lên trước. Ta nói là Cà Mau xa lắm cô bác anh chị. Nãy giờ các anh em phải qua mấy cây cầu nhỏ nhỏ nè, rồi qua một cái con đò nè, băng qua những cái con đường làng á. Thì bây giờ Bùi Hồ cùng với Đạt đang có mặt tại ngôi nhà của mẹ của anh Hưng đang sinh sống. Và ngày hôm nay là ngày 30 Tết rồi, Bùi Hồ cùng với Đạt muốn đến đây để chúc Tết cũng như là trao một số phần quà của quý mạnh thường quân đã hỗ trợ cho anh Hưng sinh sống trong cái thời gian sắp tới. Ôi, ta đang chở những cái miếng liễn, miếng tranh, rồi gặp những cái người mà người ta chở những cái phần quà như thế này nè. Ta đi chúc Tết á, thì thấy cũng ham. Và ngày hôm nay thì các anh em đến đây cũng có một cái phần quà nhỏ nhỏ cho ba mẹ, cho mẹ của anh Hưng. Đây là cây dừa, cây phát tài. Ở nhìn đẹp ha. Cầm cái dép cho hai chú. Ờ sao rồi con? Mà sao dừa? Có dừa mướp. 8. Cái căn nhà này là được cất lên từ những sự hỗ trợ của quỹ vì người nghèo ở xã Tân Hưng, xã An Hưng Đông. Má thăm nhà của anh Hưng chơi nè, rồi chúc bạn Tết vui vẻ. Rồi. Bà năm nay là nhiêu rồi bà? 63. 63. Hôm qua nghe chị Hường nói bà chuẩn bị gì lũ khủ trơn hả? Mà sáng đón cô đứng ngoài đường đón mà có con thằng một cái nó đi về nó không nó cần hết. Cái này là gì bà? Cái bà nấu đặc vịt, nấu giả cày á, nấu thịt gừng á. Ôi trời ơi. Vịt giả cày. Vịt giả cày. Vịt giả cày. Sao không cày giả vịt? Giờ mua được mấy con tôm nè. Ôi trời ơi, không có tiền mà bà mua đãi nữa. Đúng là người Cà Mau dễ thương quá chị Hường.
Này là tôm sú hả bà? Tôm sú. Tôm sú. Màu giống tôm hùm quá ha. Tôm sú màu xanh, tôm thẻ thì màu màu vàng. Bà nuôi vịt nữa kìa. Ừ. Vậy là xuống đây là bà hao hết con vịt rồi. Thì tết cũng phải làm cái gì cháu không có. Rồi trời ơi. Bà nuôi được bao nhiêu con á? Có 8 con à. 8 con. Rồi bữa nay là hao hết con rồi. Hao hết 2 con. Làm 2 con luôn hả? Rồi lỗ rồi, lỗ rồi. Nè, lội đặt lú được nhiêu nè. Cái này bà đặt lú đó hả? Lội xong rồi. Ờ trời ơi, sáu mấy tuổi mà đặt được luôn. Đi đặt lú cho nhà ăn đó. À là bà đặt cho ông Tư luôn hả? Ủa? Con cua à, con cua con à. Đây nè, kẹp ạ. Đó, dưới sông này. Cái này là gì bà? Đây này gông. Gông. Nó kẹp dữ lắm hay là. Bà có khi nào đặt trúng bánh bà bán không? Cũng có khi cũng có bán được vài chục, có khi không có. Con kêu là cô đi cho nó trẻ. Kêu bằng cô đi, đừng có bà già lắm. Ôi con tôm nè. Cái này vuông của mình hả bà? Không, ở dưới cô. Sông này nè. Dưới sông nhỏ hả? Dưới sông nhỏ đó đó. Với con kinh đó, nước chảy hả? Ừ, con kinh đó đó. Đi bộ hay là sao? Đi bộ không mà. Đi bộ xong sắm với xuồng đi đặt. Xuồng đặt không được. Nó cầu quay đâu đặt được. Lú là đặt bằng cái nào đâu bà? Cây lú. Cây lú, biết cây lú không? Không biết cái lú hả? Cứ ngục á hả? Cái lú dài. Cái lú nó dài. Có cái đuôi căng ra đó. Cái miệng nó bự. Rồi sáng mấy mấy giờ là cô phải đi đặt rồi? Nếu nó thuận nước á thì cỡ 6 7 giờ đi đổ, còn nếu nghịch á thì 5 giờ mấy. Mà cái công việc hàng ngày cô có làm không hay là cô thấy con xuống mới làm? Có nghĩa là ngày nào cô cũng đặt để ăn hay là ngày cô... nào cũng đặt chứ. Rồi hôm nay là đãi khách luôn. Đặt. Món này có này đãi khách mà có nhiều nè. Cái này mình làm gì á cô? Này muốn luộc á thì ăn luộc, nó thì chỉ có luộc thôi chứ có làm gì. Chỉ có hai tụi con thôi mà làm hai con vịt rồi ăn sâu hết. Làm tết mà. Tết này tính đem vịt ra ngoài chợ bán kiếm tiền xài chứ. Hả? Tết mình cũng cúng ông bà rồi chứ. Rồi nuôi cô nuôi vịt đó là để bán hay là để để ăn thịt? Để ăn thịt. Có con gái về cái là để là bao nhiêu con? Cô nuôi bao nhiêu con? 8 con. 8 con. Cô nuôi 8 con thì cô làm nuôi hồi đó giờ mấy con? 10 con mà chết 2 con. Còn 8 con, vốn là hết nhiêu? Vốn có 200 mấy à. Hốt con vịt nhiêu ta? Vịt 270. Vịt nó cũng nhiều lớn là 270 chục. Mình cho vịt ăn là 27.000 con. Cho nó ăn lúa với thức ăn á. Cô vui dữ trời. Rồi bữa nay là 2 con mà nếu như mà vịt ở ngoài chợ là nhiêu ký? Ở đây thì nó bán 50 mà vịt kia, còn vịt là vịt kêu vịt siêu ngỏng á. Vịt siêu ngỏng là nó tới 60-70 ký rồi. 60-70 ngàn. Hai con là 4 ký rồi. 4 ký là 6 4 2 240 rồi. Rồi ơi lỗ rồi. Rồi sáng mua tôm nhiêu tiền nữa? Tôm có nhiêu tiền? Tôm này mắc tiền lắm nghe nha, 200 mấy á. Đúng không bà? Cua này là cua biển mình đó ha. Cua biển nó còn nhỏ đó. Xíu đó, giờ lên. Rồi mấy em ngồi uống nước. Cái nước phải không? Tối quá. Dịch giả cày. Này mình ăn với lại gì bà? Rau gì chấm? Cái này nó không ăn rau mà sáng quên dặn nó mua bánh mì nè. Bánh mì hả? Bánh mì chấm quên mất tiêu đi. Rồi Tết này cô chuẩn bị gì cho Tết chưa? Bây giờ bằng vịt nấu này với mua chia thịt kho tàu. Thịt kho tàu ăn với lại gì cải, dưa cải hả? Ừ. Nhà mát thiệt chứ. Ở ngoài đó kìa có cái nhà vệ sinh bằng lá. Ủa mình không có xây lên hả con? Cũng như chưa có xây nổi. Chưa xây nổi là có điện tới đâu rồi làm tới đó. Có nghe chưa có xây nổi là cô không đủ sức lực xây hay sao? Cũng như không đủ sức lực. Không đủ sức lực hay là chưa có tiền? Lắp nhiều. Cũng như chưa có tiền đó. Chưa có tiền. Ừ. Rồi anh Hưng làm vậy là phụ cô. Nó mặn thì có nó đưa. Mày cũng đưa xây xài chứ cũng chưa có làm nổi nữa. Dạ. Tết này lì xì cho hai cháu chưa? Hai cháu ngoại á. Trời ơi, hồi đó tới giờ có biết lì xì nó đâu. Nó có mong nó lì xì bánh rồi kẹo rồi lại. Thế chưa lì xì hả? Không, hồi đó giờ không có lì xì. Cháu có lì xì cho bà ngoại không?
trưa luôn nữa. Trưa luôn nữa. Tết này bận. Đang đi học, bà ngoại hết tuổi đi làm. Bà ngoại thì hết tuổi đi làm rồi, giờ nó có quà thì nó đem qua bánh kẹo đồ vậy thôi chứ không. Ờ, chúc bà ngoại cục kẹo vẫn vui. Ờ, vẫn bà ngoại còn găng nhai kẹo không? Còn. 63 tuổi mà còn trẻ quá. Mà. Bà ngoại còn trẻ. Trời ơi, lặn lội không, nó đi đặt lú, thằng này nó mần ở khi gì không cho nó đặt nữa. Đặt lú vậy là bà nội có lội xuống kinh không? Lội chứ, lội xong mà. Lội xuống luôn. Không có xuồng sao? Không, không có xuồng. Đất sình nó lúng dữ lắm á. Lúng. Đất cái này lúng ngang đây vậy nè. Lúng tới đâu cô? Ngang đây vậy nè. Ôi trời. Có khi nào mình dở chân mình lên không nổi không? Có chứ. Điều canh nước, ví dụ như cỡ 4 giờ nó thận nước, nước nó còn á thì đi đặt. Còn nếu mà nó khô thì đợi 5 giờ chiều á, rồi đi đặt. Là ngày nào con cũng đi đặt, sáng một chiều, sáng một chiều cầm theo con nước. Ừ. Cô đặt được mấy cái lú? Có 3 cái à. Nếu đặt nhiều nhiều bán luôn á. Có ít có bán lắm, đủ ăn vậy đó, bữa chạy vậy đó đủ ăn. Cái công việc này cô làm lâu chưa cô? Lâu rồi, mấy năm mà. Cô làm mấy năm rồi hả? Từ đó giờ là cứ mình ở nhà mà mình kẹt kẹt tiền cái mình xách cái lú mình xuống sông cái mình xong xanh tí xíu cái mình có cơm ăn. Rồi thôi có tôm cá dụng rồi khỏi mua đồ ăn. Vậy đó. Tốn tiền gạo thôi. Tốn tiền gạo. Tiền gạo thì anh Hưng phụ. Nó phụ. Anh Hưng mua hết. Mua gạo. Cái cũng như nó đi mần về á thì nó chỉ hút thuốc với mà uống cà phê với ăn mì rồi thôi. Cái dư thì nó đưa cho cô xài xài. Ngày gửi cho cô nhiều. Nó mà ngày có 200 ngoài mà đi phà đi xăng nữa. Ừ. Thôi mỏi chân. Đi phà đi xăng đâu cũng như còn 200 ngàn chứ gì. Còn 200 ngàn à? Ừ. Bị dư đi tiền xăng, rồi tiền gửi phà. Cho cô nhiều. Thì lâu lâu nó ứng nó đưa 500-700. Khoảng mấy ngày đưa một lần. Anh có nhậu nhẹt gì mà không có đưa cho cô không? Thì nhậu cũng có bạn nhậu chút đỉnh vậy chứ đâu có chứ đâu có nhậu quá lố đúng không? Không. Rồi có mối nào mà chuẩn bị cưới gả anh Hưng chưa? Chưa. Ủa sao hả cô kia kén chọn hay là anh Hưng? Cũng như nó mần vậy đó, nó không kiếm rồi sao cô biết đường đâu cô kiếm. Nó đi mần tùm lum thì nó kiếm mà. Ảnh cứ tối ngày có bay dưới hồ không? Ờ có bay dưới hồ không? Chưa, còn mai mối hả cô? Còn bây giờ? Bây giờ thì kiếm ơn. Tự kiếm. Chị Hương thì cũng có gia đình rồi, còn mình anh Hưng là cô nặng lo. Phải bây giờ kiếm con dâu để cho đặt lú tiếp chứ. Thôi kiếm dâu về ở nhà. Không ấy là cô đi đặt lú con dâu ở nhà nấu ăn. Gì đó. Chứ con dâu mà tội nghiệp nó gái lứa mà lội gì để già lội cho. Cô nói chuyện đặt của cái giọng đặc sản của cái giọng miền Tây luôn đó. Chị còn chưa biết làm nữa, 40 tuổi rồi chứ về đây còn không làm nữa đó, mẹ làm hết. Mẹ làm hết hả? Hôm qua nghe nói là cái công việc nhà gì cô cũng làm hết á. Là cô sẽ thương con là không cho chị làm, chị Hương. Bao nó hết trơn. Bao hết luôn hả? Rồi anh dâu rồi có thương giống vậy không? Cũng vậy á, dâu cũng như gái vậy thôi. Thương nó, mình thương nó. Yêu cầu nó gì, nó lo cho chồng nó được rồi, còn mình thì mình lo ơn. Hôm nay tụi con xuống đây làm cho bà tốn hết hai con vịt rồi. Trời ơi, đâu trời. Có gì đâu. Bây giờ con cháu nó qua nữa rồi khách cứa lại nữa, chắc hết cái Tết này chắc bọn con luôn. Mấy tháng rồi vịt nó ba lớn rồi. Chàng ơi, cái này nuôi nó mà không vừa Tết, bị gì nó mùng 3 tới nữa mới được 2 tháng à. Điều nó ngay vịt này nó lớn con á, nhờ nó hơi được 2,5 kg. 2,5 kg, ngày qua mần cân được 2,5 kg. Cái này đúng với cái câu là khách đến nhà không gà thì vịt nè. Mà chuyện qua chị Cẩm Hương nói mẹ chị chuẩn bị hết rồi. Nói thôi có gì đâu, tụi em đi xuống tí xíu tụi em về à. Nói cho cũng dùng bữa cơm rồi mới về chứ. Mà bây giờ gặp chảy nước miếng luôn rồi. Cũng ăn cơm đồ mới về chứ, đây tới chiều còn xa mà. Cái nhà của mình là được cắt lâu chưa cô? Cắt năm, nhà nước cho năm 2018. 18 được 4 năm rồi. Trước đây thì nhà chắc sập sệ dữ hả? Hồi đó ở đậu bên kia à. Cũng như ở đậu bên nhà của thằng em giờ đó, rồi nhà nước mới cho hộ nghèo. Rồi cái ông anh này ông mất, nhà này nhà của ổng nè. Rồi ổng mất rồi cái... Con nghe anh Hưng kể là anh Hưng là nuôi bác hai luôn đúng không? Cậu hai là vợ bỏ đi rồi về ở chung với lại cô luôn. Rồi nuôi cậu hai luôn. Lúc đó anh Hưng vừa nuôi cậu hai vừa lo cho mẹ luôn, cơm gạo cho mẹ luôn. Tính anh Hưng giỏi dữ ta.
Rồi cái ổng mất rồi, cái nhà nước mới cho rồi cái nền này của thằng em. Rồi nó để lại cho ở nữa, rồi nó thôi giờ nhà này là để làm nhà sau, rồi mình nói với nhà nước cho, mình nói gần trước. Dạ. Ở. Lúc trước đó thì ở mình có dột đồ dữ không? Có chứ. Con cái hôm nay là đến đây nhân dịp 30 Tết rồi, cũng ngày mai nữa là năm mới rồi. Hồi đó giờ có khi nào mà Tết nhất mà mình không có tiền để mình chi tiêu không con? Có. Có năm không có, ngày 30 mượn nhỏ em bạn gì đằng kia 300. 300 ngàn? 300 ngàn mua đồ. À. Có năm, nói ngày có năm một à. Là không có một đồng nào luôn? Không có, trong túi không có đồng nào. Lúc đó anh như thằng nãy đi mặn chưa về kịp á. Lúc đó anh làm ở Bình Phước đúng không? Ừ, nó đi làm mà không có nhà. Rồi không có cắt luôn? Không có tiền. Lúc đó là sao? Sao rồi mượn 300 đó rồi xây sở. À, mua gì để cúng ông bà? Ừ, mua chục đỉnh này để cúng. Qua Tết trả lại cho nó. À, qua Tết rồi sao mình có tiền mình trả? Hưng về á, Hưng có tiền á. À, san sẻ với nhau ha. Ừ. Rồi Tết cô có thường đi xa, đi du lịch, đi đâu không chơi? Hồi đó tới giờ Tết ở nhà không mà không đi đâu nữa. Hồi đó giờ Tết chưa biết đi chơi. Bị nhà mình rước ông bà về, mình mắc ở nhà mình cúng. Sáng cúng, chiều cúng như ăn cơm hàng ngày vậy đó. Dạ. Vậy đâu có đi chơi được. À, nói thật với cô á là hôm nay là tụi con xuống đây để biết nhà anh Hưng. Cũng thay mặt Mạnh Thường Quân hỗ trợ chúc quà Tết cũng như là gửi một ít lì xì cho cô với cho anh Hưng. Để cho anh Hưng có một ít chi tiêu. Thì cô cũng biết, chắc cô cũng biết tụi con. Thì cũng một thời gian thì cũng quen tư gì đó. Tụi con nghe chị Hường nói là vậy. Chị không có muốn, cô không có muốn nói về cái chuyện xưa, và tụi con cũng vậy. Cái chuyện nào qua thì nó bỏ qua luôn. Để bây giờ mình nhắc đến cái chuyện tương lai, chuyện cho ngày mai nè, lo cái chuyện kia thì cô có nói rồi. Dạ, con không muốn nhắc lại nữa. Không nhắc lại. Dạ, thì hôm qua thì tụi con có lên rước ông Tư. Thì mấy cháu cũng biết cái tánh ổng rồi đó. Dạ, lên ông Tư không có chịu về, tụi con cũng buồn buồn. Thôi hôm nay ghé nhà tạc về nhà chị Hường, qua nhà cô chơi luôn. Nãy cha chị có điện. Điện nói sao chị Hường? Cha buồn lắm, nói cha điện ra là cha khóc, cha buồn lắm. Cẩm Hường ơi, cha không về được với con, cha buồn lắm. Có gì đâu ông Tư, đâu có vướng bận cái công chuyện gì đâu. Mà không về, nói buồn. Buồn thì thật ra thì bản thân của em với Đạt cũng buồn ông Tư luôn nữa. Tại vì tụi em đã gác hết mọi công việc, đáng lý ra hôm nay là ở nhà để ăn Tết nè. Mà xuống được rước ông Tư để sắp xếp cho ông Tư trùng phùng với lại con cái chơi. Ở bên nhà chị vẫn vui vậy. Mà tại vì ông Tư không biết như thế nào, cũng buồn buồn ghê. Thôi nhưng mà cũng qua rồi. Để cho ông Tư từ từ suy nghĩ. Cái gì qua cho qua đi. Dạ, đừng có nhắc lại, tuổi cũng... Con cũng có nói là tuổi cũng đã cao rồi. Thì chuyện nào cho qua được thì cho qua. Mình đừng có nên nhìn lại cái quá khứ. Mình sống là cho tương lai. Thời gian mai mốt mình còn già cả nữa ha con. Thì nhầm khi một mai ông Tư mà không đi vớt nổi thì sao? Thì cũng chị Hường với lại anh Hưng lo chứ ai đâu. Mấy ngày nay nghỉ Tết thì anh Hưng có gửi tiền cho cô sử dụng không? Có. Có. Đưa tiền cho mua đồ phụ chứ không thôi. Phụ hết nhiêu rồi? Cũng mấy trăm. Mấy trăm. Hương ơi, sáng nay đi đặt không có nè, bằng hai con dạch mua thêm miếng tôm đó. Mua mấy trăm ngàn tôm cô? Rẻ, đâu có nhiêu đâu. Không thôi, mình cha rồi, cũng không đi cha mà đặt được nhiều tôm thấy không? Em không có số sắc xanh á. Em đi chung với mấy người đặt cá. Đâu phải đâu, dồn hai ba bữa đó. Tính dồn để cho hai nhỏ đó, rồi nó không qua đó chứ. Em đi đến đặt cá là người ta đặt không dính à. Kỳ á. Sáng giờ nó đứng mua cua gửi mượn cậu chín mày đón ngoài nhân mày mua cua giùm để tao đi vô tao nấu nướng đâu chứ. Cua mà tới nhiều lắm. Từ tới giờ nó không đi, bữa nay nó không có cân nữa gì. Nhìn cô cũng còn trẻ đẹp quá. Hỏi sao tôm đâu nhiều vậy? À, chị mới mua vô đúng không? Mẹ sáng đó chị. Cũng như mua hồi nãy đó, với đặt lú đó, với xong đó. À. Luộc á. Rồi. Lại được ăn hải sản mẹ nữa. Mẹ có rau cải hả? Có đây nè, chứ có lặt kìa. Treo kìa. Cái nhà bếp này nó có giọt không con? Có. Treo luôn. Con nó hở rau luôn rồi. Cái mà rau cải lấy cái thau khác đi, cái thau đó tao ấy rồi đó. Về gửi về.
thao đó đừng rửa cải ăn sống. Rửa tôm, rửa đồ. Lấy cái thao trên đó. Nay tụi con không xuống thì cô cũng đi đặt nữa hả? Ừ, cũng đi đặt. Đâu mai, có nghĩ đâu. Ngày mai có đặt không cô? Đặt luôn, nó chịu. Mùng 1 mới đặt gì? Kệ nó. Cái đó mình đặt mỗi ngày, mình mỗi thăm hay là mình để... Đâu có đâu, xa rồi. chiều nay đặt rồi sáng lại đi đổ. Giống như dân lưới vậy. Ừ. Mình để lâu nó chết tôm hay là... Để lâu nó chết. Với ở đây để nó không được, xuồng ghe chạy dữ lắm. Bằng đêm nó ít chạy, bằng ngày chạy lắm. Có khi nào mất cả chì lẫn chài luôn có không? Có chứ, bị lấy lú hoài. Ruộng nó dưới không thôi, nó ruộng. Cái lú vậy nhiêu cô? Cái lú mới mua 130. 130, mới mua được 4 cái rồi. Con cái một, còn mấy cái hai cái kia cũ. Là cô chỉ đặt ba cái lú thôi là lý do là... Bởi vì đất mình không có. Từ đằng đó trở lại đây hả chứ không. Ủa mình... Đất ai nấy đặt mà. Không cho đặt đất khác hả? Không. Ủa sao kỳ vậy? Cũng như đằng... dưới sông mà, nó lội dưới sông. Dưới sông đó. Chứ người ta đặt mà. Ta cũng đặt nữa. Ừ, cũng như đất ai nấy đặt vậy đó. Chứ khu mà, ừ. Của người nào đặt người đó. Như ganh mình tới đây thì mình đặt tới đây thôi, mình đâu lọt bên kia. Có đằng kia xa đặng, bà chị bà không đặt, bà cho đặt. Nhưng mà tôm là nạnh ai nấy nuôi chứ, ồ nạnh nó nạnh ai. Ừ, nạnh ai nấy bắt. Nấy bắt chứ. Ở dưới sông mà. Ở dưới sông mà bị gì cái đất mình có nhiều đó hả, à, mình đâu đặt lọt qua người ta được. Ở đây là người ta chỉ đặt lú thôi hay là có xiệt gì không coi? Không, đặt lú. Không có xiệt. Cô thả lú xuống chưa? Chiều mới đi thả. Chiều mới đi thả. Hôm qua cô thả rồi sáng. Ngày hôm qua thả rồi sáng đi đổ được nhiêu đó đó. Rồi chiều nay đi đặt rồi mơi mới đi đổ nữa. Mình giải kiếm tôm ăn quá, nước ngọt với mấy con mất mua không à. Gì đó. Mình thì có cá lòng tôm. Còn tại vì cô mắc mặn chuyện cái vuông lúc trong kia kìa xa lắm. Lội đâu có 200 thước gì. Vậy rồi có nhức mỏi gì không cô? Cũng chưa có nhức mỏi. Ồ, hồi nãy có quên, tự nhiên cái quên lấy một cái chai dầu đưa cho cô. Quên mất tiêu mà, luôn. Mà... À, lát nữa anh Hưng đưa con ra lại đó. Thì con gửi cho anh Hưng cho gửi cho cô chai dầu. Ừ. Thấy Tết lu bu rồi không có lội mãi sao quá không có lội. Ngoài vuông đó là cô làm cái gì? Cũng thả xú nuôi, gì nè. Nuôi ha. Ừ, nuôi xú con á, tới lớn rồi bắt. Xuống sông nó nhỏ vậy đó. Bây giờ bự chứ mấy nước trước nhỏ nhỏ không à. Bây giờ nó mới lớn. Tết mà mượn 300 ngàn đã điên Tết nghe cái buồn ghê trời. Nãy ngày thì lúc trước ấy dữ lắm. Lúc trước ai cũng khổ hết trơn. Có nghĩa là gia đình mình là ai cũng khổ. Nghe chị Hường, anh Hưng. Nghe anh Hưng nói là phải mượn tiền đi lên gặp cha hả? Nó đi hỏi tiền, không cho nó đi đó. Mà nó dám đi hỏi tiền nó đi. Hỏi tiền hả? Ừ. Sao anh nói anh ớn? Anh ứng tiền ấy. Hưng á hả? Dạ. Ờ chứ Hường, tính Hường thì hỏi, còn Hưng thì nó ứng tiền mần. À, chị Hường thì hỏi tiền. Hỏi tiền, nghe xúc động quá, hỏi tiền với cha luôn trời. Nó sốt ruột quá à, nó, Hưng kêu thôi đợi vài bữa đi rồi nó ứng tiền cho nó đưa cho đi. Mà nó thôi sốt ruột quá để hỏi tiền đi đại đi. Chứ phải mà thằng này nó ứng tiền được với nó nghỉ được thì hai chị em đi rồi. Mà con nghe là anh Hưng nói là cô còn suối là lên coi nhìn phải cha mình lúc con điện cho cô nhớ không? Ừ. Cô còn kêu là phải lên tìm gặp coi phải cha mày không nữa đúng không? Ừ, sợ bị gì hồi đó không thay tên đổi họ gì tùm lum, cái tên này không có thay mà cái họ với cái tuổi với cái thứ là không trúng. Ra kêu thôi mày đi cái có phải không? Khi biết được nó kiểu bùi ngùi chứ không con? Bị gì quá trời ba mấy năm mà cũng không có gì đâu buồn rồi. Quá xa cách quá lâu xa rồi. Xa cách quá lâu, không có liên hệ cũng gì. Cũng hai mươi mấy năm là cô chỉ sống độc thân rồi. Ừ. Rồi là từ ngày ông Tư đi là hai mấy năm cô mới sống cái độc thân thì sau này cô mới... Ừ, sau này mới có ông khác. Ông khác là ba năm nay thôi đúng không? À. Chỉ có hai ba năm thôi, còn mấy chục năm trước là cô nuôi anh Hưng. Nuôi hai đứa. Dạ. Để cho cô bác của anh chị hiểu thêm thương và thương cô Tư hơn. Kêu cô Tư chứ em kêu chị Hương bằng chị rồi. Nhỏ tuổi hơn Hương nữa hả? Nhỏ hơn chị Hương 2 tuổi hả chị? Chị Hương năm nay nhiêu rồi? 4 tuổi chị, Tết thì giờ hiện tại 39 rồi, Tết là 40 rồi. 40 làm nhỏ hơn 4 tuổi. Ừ.
Bây giờ còn hai đứa cháu ngoại mai mốt đi lớn lên nữa. Ừ. Lo đi học nữa. Hai thằng nó chia rồi mà, thằng nuôi mẹ, thằng nuôi bà ngoại mà. Hôm qua em nghe nói hai thằng hai cuốn sổ nợ. Bây giờ Út nó già rồi, Út nó không biết nuôi nổi rồi. Chụm lửa vô. Vậy là nhà mình của mình là khó khăn từ đó giờ luôn cô ha. Ừ, nó ngay khó khăn hồi đó tới giờ. Là buôn gánh bán bưng rồi nuôi hai chị em. Có hồi đó mua gánh bán bưng thì không có mà đi nấu cơm mướn cho người ta. Hồi đó nhỏ này 9 tuổi, thằng này 3 tuổi. Con muốn biết là ngày xưa là chị Hường học lớp mấy con? Lớp 8. Lớp 8 nghỉ. Chị nghỉ hay là mình không có tiền? Cũng như chị? Hết tiền. Hồi đó còn ở dưới làm cho công an huyện á, nấu cơm cho công an huyện, rồi người ta như người ta thương, người ta giúp đỡ cho có tiền đi học. Rồi tới nghỉ việc cô bệnh á, không làm nổi cái gì ở đây cái nó nghỉ. Chị Hương tự nghỉ hay là cô kêu? Nó tự nghỉ, nó thấy gia đình khổ quá, không có khả năng. Không có tiền đâu, học hết học kỳ 1 rồi, đâu có tiền đâu, đóng học tiền, học kỳ 2. Để đồ hoài mất cỡ. Có nghĩa là đóng không có tiền, đóng tiền học rồi để hoài gái mất cỡ đúng không? Lúc đó là lớp 8 là cũng biết mất cỡ rồi. Hồi đó bệnh rồi đi về ngoài kia kìa cất nhà ngoài cái đi nhổ vịt mướn á. Mẹ nhổ làm vịt mướn mà ngày có ngày có 4 ngàn 5 ngàn à. Chị phải đi bán sinh tố. Hai chị phải đi làm sinh tố. Vậy chị với lại anh Hưng đi bán gì? Sinh tố. Ai? Lắc không có tủ lạnh mà lắc nước đá. Ai làm? Mẹ làm chị. Mẹ lắc. Cái đầu đông cứng. Hai chị em đi bán. Thằng này thì xách theo cái thùng nhỏ đựng nước, tại vì lắc với muối với nước muối đá gì đó mà. Muối nên người ta mua thì mình phải rửa lại. Ở thằng này xách cái thùng nhỏ nè, chị thì xách cái thùng sinh tố bự hơn. Bán dài từ cầu Láng Chanh tới chợ nhà dân cho nó. Ngày là được nhiêu chị? Chị đâu là sao chị nhớ được. Thì đem về cho mẹ. Đó, chắc một bịch 200 quá. Bịch chắc 500 ngàn gì đó. 500 hay gì á. Nhưng mà lúc đó là bán thời gian bao lâu và chị lúc đó học lớp 8 hay gì, nghỉ mới nghỉ hay gì? Mới nghỉ học. Bán để kiếm tiền đóng học phí đó. Nhưng mà cũng đâu có xoay sở đủ đâu. Mẹ thì đi nhổ lồng vịt mướn ngày có mấy ngàn. Ừ. Rồi chị thì bán cái đó cũng lời được nhiêu thì đủ ăn thôi. Ừ. Ba mẹ con chỉ đủ ăn thôi. Rồi đâu có tiền đâu đóng tiền trường. Dạ. Chị mới đi xuống chị Năm với bán cà phê. Nói chung cũng làm tùm lum hết. Nhưng mà lúc đó chị nghĩ chị buồn dữ không? Buồn chứ, tại ước mơ của nó ham học lắm mà. Nó học từ lớp 1 mà tới lớp 8 nó là học sinh giỏi không đó. Học giỏi không hả chị Hường? Học giỏi không đấy. Đi thi mà học sinh giỏi mà. Học sinh giỏi của tỉnh luôn hả? Ừ. Ôi trời ơi. Từ năm căn mà lên thì học sinh giỏi, tới Cà Mau thì học sinh giỏi mẹ cho có 20 ngàn mà đem về đủ 20 ngàn luôn đó. Rồi là đậu không? Thi học sinh giỏi vòng tỉnh đậu, vòng quốc gia thì gớt. Thi tới quốc gia luôn? Ôi trời ơi, ghê thiệt. Đậu vòng tỉnh mà gớt vòng quốc gia. Đó chị thi học sinh giỏi môn gì chị? Chị thi môn tiếng Việt toán. Tiếng Việt toán. Giống như là ngữ văn với toán giờ đó. Dạ. Đó. Bây giờ chị là hát giỏi thì tiếng hát hay được nè. Rồi bây giờ thi người phụ nữ đảm đang được nè. Tại chị không có điều kiện chứ ham lắm. Trời hồi đó cô ở dưới Năm Căn á, nấu cơm cho cơ quan đó mà không có cho nó mặn vậy trơn. Cái bà ngoại nó xuống gầy. Nó mày á, con ba lớn rồi 13, 14 tuổi mày không tập cho nó mặn rồi nữa. Rồi sao nó biết cái gì làm. Nó kệ nó từ từ làm ơn đi. Mặn bao nó hết. Tưởng sao giờ nó giỏi hơn mẹ nó đó, nuôi hai đứa ăn học không tới nơi tới chốn, còn giờ nó cho học thì cũng được rồi. Ba con hơn. Con nghe cái anh kia kể rằng đó, chị Hường á cười vậy á, nhưng mà thiếu nợ vậy đứt từng đoạn ruột. Có nghĩa là đang xây vốn để mà cho con mình đi học. Cỡ nào cũng lâu học cũng nhiều tiền lắm, mà mỗi một đêm mà chị Hường lọc tôm là chỉ có 140 hả chị Hường? Một buổi lúc này tôm bớt lên được 100 mấy thôi em, còn lúc trước thì được 200 mấy nếu mà làm cả ngày á. Là từ 3 giờ sáng là lột đến 5 giờ chiều. Đúng rồi. Là chỉ có 100 200 mấy. Còn nếu 200 mấy thì chỉ mần một buổi là được 100 mấy. Nên là nữ là chị có một cái ước mơ là ngày xưa là chị nghỉ học bị gian dở cái ước mơ của mình, nên bây giờ chị phải cố gắng thôi. Chị cũng cố gắng lo cho con. Hương ơi, mày lại mày coi thịt cái để nó nhự tử hết rồi Hương ơi.
Trời ơi, mới biết học sinh giỏi kế bên. Chưa gì nhắc không biết nó mẹ. Rồi ngày xưa là anh Hưng là sao vậy con? Nó thì nó học, nó bự kiệm mà, nó học dốt. Chạy học bị bù kiệm mà còn chạy về mẹ chị phe con được lưu ban à? Lưu ban mà nói là lưu manh. Mẹ ơi con được lưu manh. Bị cô nói lưu ban là ở lại lớp nữa. Chạy về phe. Mẹ ơi. Cô nói con được lưu manh à? Lúc đó là học lớp mấy con? Lớp 1 à? 2-3 năm lớp 1 con. Lớp 1. Nhưng mà bây giờ anh biết chữ mà. Thì biết chút đỉnh vậy đó. Học về cái phải cặp xuống đi bắn đạn không hả anh? Nhưng mà nếu như mà ngày xưa anh Hưng mà học giỏi thì chắc cô chị Hường cũng cố gắng lo cho em mình à. Nếu nó học giỏi như chế nó thì gắng lo chứ. Hết lớp 8 nghỉ ủ quá ha. Ước mơ của chị nhiều lắm, ước mơ thì chị nói rồi mà chị mê lắm, ước mơ làm hướng dẫn viên du lịch mà. Cái giọng chị Hường hướng dẫn viên là hay luôn á. Thôi mà bây giờ làm mẹ đơn thân hướng dẫn viên du lịch đi mấy ông kia cũng dê lắm. Lại đây thì mới biết ngày xưa cái câu chuyện ngày xưa mà cô gồng gánh nuôi chị Hường với anh Hưng ha. Thật ra cô cũng có chị Hường tuyệt vời, người con tuyệt vời chứ lo bươn chải nghỉ học để mà phụ mẹ. Lúc đó nghỉ học nhà trường vận động dữ không chị? Cô rồi lại vận động lắm, mấy cô thương, mấy thầy mấy cô ở đó thương lắm. Chị nói xuống. Dạ à, lúc đó đâu có như mấy em bây giờ mà có giúp đỡ quay giúp đỡ cảnh khó khăn rồi này kia đâu, thì giúp đỡ thì cũng nhà trường chỉ cho các học bổng đó. Hồi lúc mà chị học với Nam Căn á thì được cái học bổng của sông Long Tinh, học bổng sông Long Tinh là lúc đó hình như là một tháng một năm là 1 triệu, một tháng là 100 ngàn. Lúc đó là học bổng lớn nhất rồi đó. Của cái thời đó rồi đó. Đúng rồi, 100 ngàn tháng là nhiều lắm á. Rồi đó nó học là sổ sách rồi không có mua. Trường cho hết. Trường đi vì nó học giỏi không mà giấy khen học. Giấy khen một lần lãnh lần 10 cuốn 20 cuốn chứ đâu phải là như bây giờ mà lãnh giấy khen không, không có cái sổ nào đâu. Rồi đó phải học được đến nơi đến chốn, giờ là đi hướng dẫn viên đi nhiều lắm rồi, đi nhiều chỗ lắm rồi. Chị thì chị thích đi chơi lắm, thích đi đây đi đó gì đó. Bữa nào lên Đồng Tháp em chơi? Có cơ hội. Tết nè. Hai cháu ở Đồng Tháp hả? Con ở Đồng Tháp. Nghe kể cái câu chuyện gồng gánh mười hai mấy năm mà trôi qua nhanh thiệt hay cô ha? Lây lắc cũng qua, tuổi cũng cao rồi. Bây giờ cô có mong ước gì không cô? Mong ước, có mong ước gì thì giờ mong ước cho vuông rồi với đặt lúi xong rồi nó chạy nhiều nên mình có cuộc sống, mình sống rồi. Có ăn thôi. Ủa giờ mong ước nhỏ xíu vậy? Thì ước vậy thôi chứ giờ ước gì giờ. Đặt có tâm mong là cho mẹ là có sức khỏe, mẹ mà cho mạnh khỏe, đừng có đau yếu vậy trơn á. Chị mới yên tâm được chứ. Mẹ mà có bệnh hoạn mà sao mấy tuổi lội vuông lội đồ ai cũng cười cho nó trời ơi lội vuông. Sao mấy nhìn cô còn trẻ quá trời. Nhỏ kia nó bạc luôn á cô. Cũng có bạc ạ. Cô nhuộm là ăn Tết mà. Nhuộm. Nhỏ kia nó nói trời con mới có 30 mấy tuổi giờ con đi không nổi rồi. Cô mà lội vuông. Chắc cô nhờ lội á. Hôm nay á thì đến đây cũng quay về cô, cuộc sống của cô anh Hưng thì mình thấy lại càng thương hơn. Về cô 30 mấy năm qua thì từ ngày mà ông Tư ra đi thì cô cũng một mình gồng gánh nuôi 2 người con ăn học. Nhưng vì cái cuộc sống, cái hoàn cảnh nó khó khăn quá nên cái việc học của chị Hường dang dở là do chị thấy mẹ mình cực khổ, chị nghĩ. Còn anh Hưng thì không có duyên với cái con đường học hành nên bây giờ anh chuyển sang làm hồ cũng phụ mẹ cũng được. Mà thấy con đến đây á, con mới thấy thương cô nhiều hơn. Hiểu được cái cuộc sống cô, chia sẻ với cô. Thì trên mạng có những cô chú anh chị á, mà những người mà đã từng gọi là có những cái ý kiến trái chiều á, đã kích á. Thì cô bác quý anh chị mong rằng á, qua đoạn video clip này á, cô bác quý anh chị sẽ hiểu thêm về cuộc sống của bà Tư. Gọi là cô Tư thì nó cũng muôn, từ ngày ông Tư ra đi thì cô cũng muôn vàng vất vả chứ không có sung sướng gì. Cũng là chạy lo bữa ăn, bữa no, bữa đói, thậm chí là
phải 60 mấy tuổi rồi, hiện giờ vẫn còn đặt lú để kiếm ăn mỗi ngày. Thì mong cô bác quý anh chị sẽ hiểu thêm về cô Tư ha. Không phải là cô Tư muốn cho con mình nghỉ đâu, mà tại vì bản thân của chị Hường á là muốn nghỉ học để mà phụ mẹ, chứ cô Tư mà có điều kiện là cô Tư lo hết luôn á. Kêu bằng cô Sáu đi. Cô Sáu ơi. Kêu cô Sáu ơi. Dạ, kêu cô Sáu đi. Thì hồi đó cô có khả năng là cho ăn Hường nó học tới nơi tới chốn luôn chứ, mà quá hết nổi á. Lúc đó cô bệnh viêm xoang nó hành nó mần ở, phải mần ở dưới 5 căn á, thì nhỏ này học tới nơi tới chốn được. Rồi bị viêm xoang rồi hành đó, đi ra bệnh xá nằm suốt luôn, thấy vậy thôi xin nghỉ. Đợt đó bệnh thì không có lo được, thành thử nghỉ luôn. Ừ, nghỉ việc luôn. Ừ. Anh Hưng lên đây ngồi anh Hưng. Đau gì, đau bụng hả? Hôm qua chú Anh có điện hỏi thăm. Tết này cô có gói bánh mứt gì không được? Không có gói bánh, gói gì chứ. Hồi xưa thường thường Tết là gói bánh bánh tét ha. À. Ít nào đủ chân bánh chưng đâu nữa mà. Ngay có mình anh cô đơn chiếc cũng không có làm gì. Dạ. Thôi cực khổ thì dẫn đứa cha mà không có cha về cũng buồn lắm chứ. Ăn no vô chạy xe vậy. Sáng anh ăn bún mắm nó nặng bụng nữa. Ồ, đi ăn bún mắm. Sáng mà đi ăn muốn ăn hủ tiếu đâu đi. Ăn bún mắm. Tết này trả tiền cho bà Tư rồi hả? Phụ bà Tư mua đồ cúng Tết rồi hả? Có đường mới. Tiền anh làm hồ đó hả? Dạ. Hôm nay á, về Cà Mau Tết 30 rồi. Vậy Cà Mau với bà Tư với anh Hưng, dù sao thì cuộc sống cũng còn nhiều khá là nhiều khó khăn. Thì khi mà con quay đoạn clip về chị Hường á, người con mà hỏi mượn tiền đi đi tìm cha của mình á, quay luôn về cái anh Hưng phải ứng tiền để mà đi lên gặp ông Tư á, thì cũng được sự đồng cảm của tất cả cô chú anh chị. Thì trong đó hôm qua thì cô dấu tên ở Mỹ có gửi mua cho anh Hưng một cái điện thoại, và hôm nay thì cũng là những ngày cận Tết rồi, tụi con cũng tranh thủ về đây để mà gặp cô, chia sẻ về những cái câu chuyện ngày Tết, những cái câu chuyện mà ngày xưa cô phải gồng gánh nuôi con, thì để cho cô chú anh chị hiểu rõ tường tận về cái câu chuyện này luôn á. Thì biết được cái cuộc sống của bà Tư như thế nào, thì anh em cũng cố gắng sắp xếp lên đây. Thì qua câu chuyện này thì Bùi Hồ và Đạt Đồng Tháp cũng mong rằng á, cô chú anh chị đã từng theo dõi kênh của hai anh em á, cũng mong có một cái nhìn nó thiện cảm hơn về những người ở trong cuộc, chẳng hạn như là bà Tư, rồi ông Tư và hai người con của bà Tư. Đó là trước đây thì mình thường trách anh Hưng là tại sao biết cha không nên nhìn mặt mà để cho mình chị Hường, tại lúc đó không có tiền. Cô bác anh chị lại thương chị Hường khi mà phải cầm tiền, ứng tiền lên gặp cha của mình, thì mới biết đằng sau đó mới biết là phải nuôi hai đứa con ăn học nữa. Lại thương bà Tư ngày hôm nay đến đây, lại thương bà Tư vì ngày từ cái ngày mà quá khứ đó thì bỏ ra đi, thì bà Tư lại gồng gánh nuôi con, cũng có mình nên à, cũng đâu có ai phụ đâu. Khi không được lên mạng thì cuộc sống thì của bà Tư vẫn phải sống, ông Tư vẫn phải sống, và chị Hường với lại anh Hưng cũng phải sống cuộc sống của mình. Và Bùi Hồ và Đạt cũng muốn chia sẻ đoạn clip này để cho cô bác quý anh chị có cái nhìn tổng quan hơn về cái sự việc. Và đến đây thì qua Tết á, Bùi Hồ quay một đoạn clip nữa về cô chị Hường nữa, Bùi Hồ với Đạt quay đoạn clip về chị Hường nữa, chắc có lẽ là kết thúc cái câu chuyện nó quá dài này, và để cho mọi người ở trong cuộc có một cái cuộc sống yên ổn và bình dị nhất có thể. Bà Tư vẫn hàng ngày cũng phải đi xuống sông đặt lú đây ha bà Tư ha. Cũng mong là cô bác quý anh chị hoan hỷ để mà nhìn nhận cái tổng thể hơn ha. Và ngày hôm nay con ở đây thay mặt cho Mạnh Thường Quân gửi tiền cho tặng cho anh Sầm Hưng để mà có cái chi tiêu sử dụng Tết á, thì anh Sầm Hưng có thể là gửi cho bà để mua một ít đồ để cúng kiến ông bà những ngày Tết, cũng như bà có dịp gặp lại con những người cháu của mình, bà có dịp bà có thể lì xì lại cho cháu của mình anh Hưng ha.
Thì hôm nay thì con đến đây con công bố số tiền cô Anh Hưng với lại cô nghe cái công bố số tiền của Mạnh Thường Quân ủng hộ ha. Đó là chú Bỉ Đờn ở Mỹ á, là ủng hộ 1 triệu đồng. Chú Bỉ Đờn này ủng hộ là cho hôm qua cũng có ủng hộ cho chị hơn 1 triệu đó. Thứ hai là vợ chồng anh Thành Hồ ở Mỹ là 200 USD. Thứ ba là một cô giấu tên ở Mỹ đã ủng hộ cho anh mua cái điện thoại rồi đó. Rồi, thứ tư là cô Phấn ở Úc ủng hộ 2 triệu đồng. Một chị giấu tên ở Đài Loan ủng hộ 2 triệu đồng. Chị Lan ở Quảng Ngãi ủng hộ 200 ngàn đồng. Chị Thảo ở Mỹ ủng hộ 100 USD. Và cô Julie Hoàng ủng hộ là 200 USD. Tổng cộng cái số tiền của mình là được 500 USD là tương ứng với 11.650.000 đồng. Bây giờ là cái số tiền là tổng cộng là 500 USD với lại số tiền Việt mà cô chú anh chị trong nước và ngoài nước ủng hộ cho anh Hưng á là 16.850.000, cộng luôn với cái điện thoại kia thì nó khoảng hôm qua là mua 3.3 triệu á, thì nó khoảng 17 đi, cũng như 20 triệu, 20 hai mấy. Và bây giờ con sẽ trao số tiền 16.850.000 cho anh Hưng với cô ha, để có một cái chi phí trang trải trong những ngày Tết và thời gian sắp tới. Con nghĩ đây cũng là số tiền rất là lớn đối với cô, đúng không, với anh Hưng, đúng không cô? Đó là hồi đó giờ chắc chưa có chưa có thấy á. Chưa thấy luôn hả? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 là 9 1 2 3 4 10 triệu. Con gửi cho cô cặp anh Hưng cầm 10 triệu 1 triệu 11 triệu 1 2 3 4 12 triệu 1 2 3 4 13 triệu 14 triệu 15 triệu 16 triệu 850.000 đây gửi cho anh với lại phụ với cô để tiền trang trải những ngày Tết nè. Cầm đi. Đánh bàn cũng được đâu sao đâu. Thì nữa cho bà ngoại có tiền mẹ lì xì hai đứa cháu nữa chứ. Anh Hưng có với lại cô có muốn nói lời nào với lại tất cả Mạnh Thường Quân lời cảm ơn nào cũng như là lời chúc Tết nào không? Cô có ý kiến gì bị gì cô nói hồi chưa có từng thấy là Tết á, chưa có từng thấy số tiền này. Thiệt hồi đó tới giờ là cầm 500-700 triệu đồ thì có chứ. Còn giờ có được các Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước mà ủng hộ cho cô qua mấy ngày Tết này, cô cũng cảm ơn tất cả chị em, cô bác gần xa giúp cô được vui vẻ ba Tết thì cô cảm ơn nhiều lắm. Cô có muốn chúc Tết không? Chúc Tết Mạnh Thường Quân không? Cô muốn chúc các anh, các chị, các cô, các bác gì, các em, các cháu gì đó, cũng không biết ai lớn tuổi nhỏ tuổi, thì bước qua năm mới dồi dào sức khỏe, bằng ăn phát tài phát đạt. Cảm ơn người ta đây. Đang buồn, đang nhớ ông Tư. Thì thật ra thì khi mà quay những cái đoạn clip này á, thì những nhân người được quay á, đa số là như quay ông Tư á, thì bà Tư chưa có được cái tiếng nói ở trên cái cộng đồng mạng để hiểu thêm về cái cuộc sống của bà Tư. Và ngày hôm nay á, các anh em chỉ muốn chia sẻ rằng á, là cái câu chuyện của ông Tư và bà Tư xin tạm khép lại để mà mình nhắc lại những cái câu chuyện cho hôm nay và cho ngày mai và cũng như là thời gian sắp tới. Thì các anh em Bùi Hồ và Đạt Đồng Tháp cũng chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho hoàn cảnh của ông Tư nói riêng và gia đình của chị Hường, Cẩm Hường cũng như là anh Sầm Hưng nói chung có một cái Tết trọn vẹn ấm no, và cho cô anh Hưng cũng như là cô Tư là thấy là được rằng là xã hội này cũng còn rất là nhiều người tốt đã cùng đồng hành với những cái hoàn cảnh khó khăn để cho bà Tư có được một cái Tết nó sum vầy như thế này.
Cũng thay mặt cho Đạt thì xin chúc cô bác quý anh chị mạnh thường quân, sức khỏe, an lạc, năm mới được tặng sự lành, và đặc biệt là trong năm mới thì nhiều thắng lợi mới và thành công mới. Tí xíu đó quay cái bữa cơm ngày Tết ngày 30 nghe cho bà Tư đãi hai anh em nha cô bác quý anh chị, cố gắng đợi xem ha.